Bây giờ thì Trao đã có mặt trên con đường đi vào nơi sinh sống của những người đồng bào dân tộc Sán Chỉ. Như mọi người có thể thấy thì đường đi vào làng khá là to, đẹp và sạch sẽ, khang trang. Đây cũng là một vùng đất mà có địa hình đồi thôi, nên là mình cảm giác như nó rất là màu mỡ. Mọi người có thể canh tác được rất nhiều những giống cây trồng. Nói chung Cao Bằng là một vùng đất mà còn rất là nhiều điều thú vị và mới mẻ đối với Trao. Và Trao nghĩ rằng là đối với quý khán giả cũng vậy. Nếu mà mọi người đam mê xây dịch, thích đi những vùng đất mới lạ mà còn ít người biết đến thì chúng ta có thể lựa chọn mảnh đất Cao Bằng, một mảnh đất Đông Bắc có rất nhiều người đồng bào dân tộc và có phong cảnh vô cùng là đẹp. Cái mùa đông năm nay cũng rất là lạ mọi người ạ. Bình thường bây giờ ở trên vùng cao nó đã phải lạnh lắm rồi, nhưng mà ngay tại thời điểm bây giờ, ngày hôm nay Trao đi thì nhiệt độ nó phải cỡ 18-20 độ, nó rất là nóng. Có thể như vậy thì cũng sẽ dễ chịu hơn cho người già trẻ nhỏ và những con vật nuôi. À, trông như có vẻ có các bạn trẻ ở nhà thì phải. Vừa thấy người đã trốn rồi. Em ơi! Em ơi! Vừa nhìn thấy người lạ vào đã chui vào trong nhà rồi. Và chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một gia đình đầu tiên nhé. Ngôi nhà rất là xinh xắn, nằm ngay bên cạnh một con suối. Chào em nhá. À, đang ở nhà phơi quần áo à? Anh vào chơi với được không? À, được à, ok. Đây, xem nhà của bạn ấy thì có một cái vườn rau rất là tốt như này. Trồng rau rất là tốt. Bên cạnh một con suối luôn, rất là thơ mộng nhá mọi người ạ. Tiếng suối róc rách này rất là dễ ngủ. Đi, chúng ta cùng vào chơi với bạn ấy một xíu nhé. Đây rồi, một ngôi nhà sàn truyền thống. Đâu rồi? Em ơi, đâu rồi? Ở đây thì mọi người vẫn làm những hệ thống chuồng trại ở dưới gầm nhà này để chăn nuôi. À, con gái không phải con trai, chào em nhá. À, anh lên nhà chơi với em. À, ok. Rồi, hóa ra là một cô gái. May mắn rồi. À, chúng ta cùng quan sát một chút nhá. Một ngôi nhà truyền thống, cũng chưa biết đây phải người Sán Chỉ không hay là người Tày cơ. Ở bên ngoài thì có một cái hệ thống sàn bằng tre này rất là rộng để phơi phóng cũng như là sinh hoạt và làm mọi công việc ở đây đó. Chào em nhá. À, ở nhà một mình. Ừ, ở nhà một mình à? Em ở với bố. À, bố à? Bố đâu? Bố ở ngoài kia anh. Bố ngoài kia à? Em tên là gì? Em tên Ngọc anh. Ngọc à? Bao nhiêu tuổi rồi? Em 18 tuổi. À, còn đi học không? Dạ, em học hết rồi. À, học xong rồi à? À, thế em lại có phải người Sán Chỉ không? Em người Tày Nùng. À, người Tày Nùng à? Ồ, oh. Thế là làng Sán Chỉ là ở phía bên trên. Ở bên trên. Còn người Tày là sống ở gần suối hơn, ở thấp phía dưới này. À, ok. Đâu bố đâu, anh chào bố. Bố okay. À. Bố đang làm gì đấy? Cháu chào chú ạ. Chào chú ạ. Vâng. Chú đang làm gì đấy chú? Vâng. À. À, chú đang làm thớt à? Thớt thôi. À, bào thớt ạ. À? Vâng. À, nhà của chú rộng quá nhỉ? Nhà của chú làm hai cái sàn để sinh hoạt luôn các bạn ạ. Đó. À. Đi du lịch ạ. À? Vâng, cháu đi du lịch ạ. À? À. Thế em... Dạ, không nên nhà ấy ạ? À? Ui, nhà chú quá là thơ mộng luôn. Gần suối, có ao, trồng được nhiều rau. Cái rau ở ngoài là em tự trồng đấy à? Dạ vâng, rau ngoài kia là mình rất là thế. À, là một mình, một tay em làm đấy à? Dạ không, của mẹ em làm. À, mẹ à? Mẹ em trồng. Mẹ em trồng à? Đi, đi vào nhà đi. Ừ. Ngôi nhà của em ấy thì rất là rộng rãi, gọn gàng. Em đang làm gì ở bếp đấy? Không làm gì đâu đúng không? À, đang sửa lửa đấy à? Tưởng đang... nấu rượu hay nấu gì đấy. Thế anh bảo em có bận gì không? Không. Hay là đưa anh đi quanh đây một xíu được không?
Dạ được anh. Nhá. Dạ, ok, hoặc là lên lên làng Sán Chỉ ở chơi. Được không? Dạ, nhá. Thế xin phép bố nhá. Chú có mấy cô con gái ạ? Ba con gái hết ạ. Ba cô con gái. Dạ. À, lấy chồng hết chưa? Chưa đâu. Ba cô, cả ba cô chưa lấy chồng? Chưa ạ. À. Thế là ở đây là người Tày là sống chung với người Sán Chỉ ạ? Ờ, Sán Chỉ. Vâng. Nhưng mà sẽ tách thành từng khu riêng đúng không? Chứ không ở quá gần nhau nhỉ? Cùng xóm thôi ba. À, cùng xóm với nhau ạ. Xóm và xóm Bắc Buông ở ngoài kia đấy. Vâng. Để vào xóm Bắc Buông hết đấy. Vâng. Đấy, vào làng của người Sán Chỉ có cần lưu ý gì không chú? Có gì kiêng kỵ không? Không, không kiêng gì đâu. À, cứ tới chơi bình thường thôi đúng chơi không? Chơi bình thường. Dạ. Cho mọi người cũng hiền lành thôi đúng không? Ờ, hiền lành thôi, không có gì đâu. Vâng. Thế nhà chú đã chuẩn bị lợn Tết chưa? Chú mấy ngày nữa cưới đứa thì mà. À, mấy ngày nữa có đám cưới à? À. À, mấy ngày nữa à? Tầm 10 ngày nữa. À, 10 ngày nữa chú làm đám cưới cho con à? Vâng. Con gái? Con gái, lấy chồng. Lấy chồng, vâng. À. Lấy chồng xa không? Gần đây mà. Thế Ngọc là con út của chú à? Vâng. À, con vâng. Là con thứ hai thôi. À, con thứ hai à? À, con út nữa đi học. À, còn một cô vâng. Út đang đi học. À. Vâng. Thế cháu xin phép cho cháu mượn Ngọc cháu đi lên làng Sán Chỉ một xíu nhé. Lên làng Sán Chỉ á? Vâng. Đấy. Lên thì lên đi. Vâng. Dạ. Không làm gì lên. Vâng. Thế là ý là cho Ngọc đi cùng để có gì con hỏi. Vâng. Dạ, cháu xin. Dạ, cháu mời chú uống nước ạ. Được rồi. Rồi, chè thơm. Thế chú làm việc nhé, cháu xin phép. Vâng, rồi, cháu đi cho sớm, bây giờ cũng muộn rồi. Đi, xong chưa cô gái? Ok, bây giờ Ngọc đã thay đổi xinh xắn hơn rồi. Thế Ngọc không đi học chuyên nghiệp à? Dạ không ấy. Sao lại không đi học chuyên nghiệp? Dạ, tại bố mẹ không có tiền cho đi học nên em không đi. Thế nhưng nếu mà đi học thì em sẽ định lựa chọn ngành nghề gì? Dạ, em cũng chưa biết nữa. Thế à? Tức là cũng chỉ có suy nghĩ là học hết lớp 12 thôi đúng không? Dạ vâng ạ. À. Thế có ý định đi công ty không? Dạ em, trước em cũng định đi nhưng mà bố mẹ vẫn chưa cho đi, định sau Tết đi. À, bố mẹ chưa cho đi á? Dạ vâng ạ. Lý do gì mà bố mẹ chưa cho đi? Dạ bố mẹ bảo ở nhà lấy chồng. Ở nhà làm gì cơ? Lấy chồng đi. Ở nhà lấy chồng á? Vâng ạ. Trời ơi, có 18 tuổi mà đã lấy chồng rồi á? Thôi đừng có lấy sớm nhá, đừng nghe lời bố mẹ, gọi là cãi lại một tí chứ lấy chồng sớm á, ấy lắm. Ở đây thì cũng có những con đường to và những con đường mòn nhỏ nhỏ này, thì mọi người vẫn làm nhà ở bên những quả đồi, cũng có nhà tập trung và cũng có những ngôi nhà riêng lẻ. Tiếc quá, cô này cô có người yêu mất rồi các bạn. Vì ở đây cũng là lần đầu tiên mà mình tiếp xúc với một cô gái người Tày. Chưa lần nào mà trao đến bản làng của người Tày và tiếp xúc với những người đồng bào dân tộc Tày. Nhưng mà ngày hôm nay thì cũng rất là may mắn. Em vừa bảo là em thấy anh ở đâu rồi mà đúng không? Dạ, em thấy trên Facebook anh. Thấy trên Facebook à? Dạ vâng ạ. Thế ở đây thì ví dụ những cái bạn đồng trang lứa như em ấy thì có lựa chọn đi học chuyên nghiệp nhiều không? Dạ, cũng có nhiều bạn đi công ty rồi anh. Ít bạn đi. À, chủ yếu là đi công ty hả? Dạ vâng. Là học xong 12 hoặc là học xong cấp 2 phát là đi công ty luôn. Dạ vâng. Thế ví dụ trong cái xóm của mình có nhiều bạn học kiểu đại học hay cao đẳng gì không? Dạ không. À. Ít bạn đi học. Ờ. À. Toàn đa số là học hết 12 là toàn đi công ty. Ừ. Đi công ty thì tiền luôn đúng không? Dạ vâng. Kiếm tiền được luôn. Còn em học đại học thì phải 5 năm nữa mà tốn rất là nhiều tiền của bố mẹ đúng không? Dạ vâng. Có nhiều bạn có thể là cũng ước mơ đi giống như em nhưng mà lại bố mẹ cũng không có tiền để đi thì thôi phải chấp nhận đấy đúng không? Vâng. Xong rồi lại chuẩn bị giục lấy chồng nữa. Và chúng ta sẽ tới một ngôi nhà người Tày tiếp theo. Ở đây thì cái điểm chung mình thấy là dù nhà của người Sán Chỉ hay là người Tày thì cũng đều là nhà sàn bốn mái,
giống nhau và cũng chủ yếu là lợp ngói bằng ngói âm dương, mái ngói âm dương, và mọi người cũng quay cái phía bên dưới sàn nhà thành nơi ở cho những con vật nuôi khác. Và cũng có những cái sàn như này để mở rộng cái diện tích sinh hoạt cũng như là cái công năng của ngôi nhà đó. Không có người ở nhà rồi nhỉ, đi đi qua một qua xem qua một chút thôi. Giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau tới bản làng của người Sán Chỉ, và chúng tôi đang lên theo những con đường nho nhỏ và bắt gặp rất nhiều những ngôi nhà sàn của người Tày, những ngôi nhà rất là ấn tượng bên những quả đồi nó cổ kính và nhuốm một cái màu thời gian, nó tạo nên cho vùng đất này một bức tranh rất là đẹp. Ở dưới này thì tôi thấy các cô đang miệt mài trồng cây dâu tằm thì phải. Đây là người Tày hay người Sán Chỉ em? À, đây là người Sán Chỉ đấy ạ. À. Chào chú ạ. Vâng. Chú trồng dâu tằm à chú? Chúng ta vâng. Chúng ta ra xem một chút đi, đợi anh một xíu nhé. Đây mọi người đang trồng dâu tằm đúng không chú? Vâng. Dạ. Chú ấy mình là người Sán Chỉ đấy ạ. À? Sán Chỉ. Vâng. Nhà chú ở đâu? À, làng ở kia. À, làng trên này đấy ạ. À? Vâng. Vâng. Chú sắp trồng xong chưa? Đi đâu nhỉ? Cháu đi chơi ạ. À? Vâng, đi tìm hiểu người Sán Chỉ ấy. Chú sắp trồng xong chưa? Dạ. Và chú sắp trồng xong chưa nhỉ? À, chưa. Chưa. Chưa, chú về nhà chứ? Sắp đi. Vâng. À, hết một bó này thì đi về nhà. À, hết bó này mới đi à? Vâng. Thấy cách họ trồng cũng khá là đơn giản. Có bỏ phân không chú? Có chứ. À, chỉ cần một cái cây nhỏ này có rễ thôi, cắm xuống đất là được. Cái này trồng thì bao lâu mình được thu hoạch hả chú? Một năm. Một năm? Vâng. Dạ. Là mình thu hoạch lấy lá để cho con tằm nó ăn đấy đúng không? Vâng, phải. Vâng. Đấy. Đây là cả gia đình mình đấy ạ? À? Gia đình. Vâng. Ở bên này thì tôi thấy chắc là vợ của chú nhỉ? Đúng không? Chào em nhá. Ừ. Chào cô ạ. Chào em nhá. Chào cô ạ. Một mẫu quen nè. Đây hai vợ chồng trẻ à? Vâng. À. Em tên là gì? Em tên Tiến ạ. Tiến à? À. Anh ra đây lâu chưa? Anh vừa ra. À, cái kênh của anh là gì? Kênh gì nhỉ? em có thấy rồi, em. Thế à? Chào 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 vlog. Đúng rồi. Ờ. À. Thế bên TikTok à? Ờ. À. Anh muốn lên làng em chơi ấy. Vâng ạ. Ừ. Chưa anh ạ. Chưa em về nhà. Chưa em về nhà. Sắp xong chỗ này rồi ấy. Sắp. Một bó. Thế à? Thế mà anh lên nhà lên làng em thì anh lấy số của em để em về em gọi cho anh. Ờ thế tí về gọi anh nhá. Bây giờ anh lên đấy chơi trước nhá. Vâng. Ờ xong tí về cho anh lên nhà chơi nhá. Anh lấy số. À ok, may quá tôi gặp Tiến, một cậu em người Sán Chỉ rất là nhiệt tình. Đây anh em đọc đi. 0889. 0889. 660. 660. Thế Tiến lập gia đình lâu chưa? Em năm ngoái. Năm ngoái à? Em thế à? Hai vợ chồng bao nhiêu tuổi rồi? Em thì 24. Xin lỗi em còn đi thôi. À, đấy anh vừa nhắn sang mà. À anh ạ. À ok. Đó. Thế hai vợ chồng làm việc nhá, lát nữa hẹn gặp nhau ở trên nhà nhá. Ok. May quá, bây giờ gặp những người Sán Chỉ rất là thân thiện. Chú làm việc nhá, tí cháu lên nhà chú chơi nhá. Đi nhá. Vâng ạ. Giờ cháu chào chú ạ. Rồi. Vậy là ở đây ngoài những giống cây trồng thì mọi người còn trồng thêm cây dâu tằm để làm kinh tế. Nào đi thôi em Ngọc ơi. Thế Ngọc có người yêu lâu chưa? Lâu rồi. Lâu à? Yêu nhau mấy năm rồi? 3 năm. 3 năm rồi à? Thế là xác định hết rồi đúng không? Vâng. Ừ. Xác định lấy nhau rồi đúng không? Về nhà. À chú đi chợ về à? Vâng. Dạ. Cháu đi đâu đấy? Cháu đi chơi. Chơi à? Vâng. Cháu tưởng là chú đi bán cái gì. Chú đi chợ về. Vâng. Vào nhà chú uống nước đã. Dạ, cháu lên làng Sán Chỉ đã. À thế à? Vâng, vâng. Vâng, cháu chào chú nhá. Dạ. Và khi mà nói chuyện với Ngọc tôi mới biết là
10 ngày nữa là Ngọc cưới chồng rồi. 10 ngày nữa là Ngọc đi lấy chồng rồi. Thế đám cưới bọn em có làm to không? Dạ. Bao nhiêu mâm cỗ? 60 mâm. 60 mâm cả. Nhà chồng có gần không? Dạ ở qua dưới thị trấn. À, cách nhà em bao xa? Dạ em không biết này. Rồi nhà chồng cách nhà mình bao xa không biết. Thế nhỡ về nhà chồng chồng đánh thì chạy về nhà bố mẹ đẻ kiểu gì? Dạ, em ở nhà thôi. Lấy chồng xong lại ở nhà á? Dạ vâng ạ. Là như nào? Dạ em lấy rể về nhà. À, ôi rồi thế à? Dạ vâng ạ. Ôi sướng thế. Lại được ở gần bố mẹ là sướng rồi. Thế là đón rể về. Dạ vâng. Em không phải đi làm dâu. Dạ vâng ạ. Thế hay là hôm tới anh vào ăn cưới cùng được không? Được mà anh. Nhá. Dạ vâng. Để xem là một đám cưới của người Tày sẽ diễn ra như nào. Ừ. Có lẽ là sẽ rất là hấp dẫn đấy, vì mình chưa bao giờ được chứng kiến. Nhìn trên cao thì trông có vẻ dễ đi, nhưng mà đi dưới thấp này đường bản làng cũng rất là lầy lội và dốc. Em Ngọc thì mấy hôm nữa đám cưới sẽ mặc những bộ trang phục truyền thống dân tộc, thì chắc chắn sẽ còn xinh đẹp hơn hôm nay rất là nhiều. Và là mình cũng rất là háo hức tới ngày đó, sẽ cố gắng để tới dự đám cưới của em Ngọc. Bây giờ thì tới chưa? Tới rồi anh. Chúng tôi đã tiếp cận được vào phía bên trong ngôi làng của người Sán Chỉ. Và từ nãy đến giờ thì mình cũng chưa có cách nào, chưa có cái sự phân biệt nào để có thể nhìn biết đó là người Sán Chỉ. Thực ra thì chúng ta cũng chỉ có thể biết được qua những cái trang phục truyền thống của phụ nữ thôi. Còn đàn ông thì đến bây giờ hầu như là mặc đồ người Kinh hết rồi. Chỉ có những người phụ nữ lớn tuổi, trung tuổi thì mọi người vẫn còn sử dụng trang phục truyền thống. Đường có đâu nhỉ? Đây rồi. Một ngôi làng nhỏ, bình yên, có khoảng trên mấy chục nóc nhà. Ở đây mái ngói âm dương vẫn là cái vật liệu chính để mọi người lợp mái nhà thôi. Và nhà sàn gỗ. Nếu mà những như ngôi nhà mới về sau này thì chắc là chủ yếu là vật liệu bằng bê tông gạch thôi. Còn bây giờ thì cũng không có đủ gỗ để có thể cho những hộ gia đình mới người ta làm được nhà sàn như này nữa. Không biết có ai nhà không? Đó. Chắc giờ này mọi người đang đi làm ấy nhỉ? Vâng. Thấy im ắng lắm. Ở đây thì chúng ta có thể đi tới nhà khác bằng cách là đi chui qua gầm nhà của một ngôi nhà. Đó. Đi từ nhà A sang nhà B, cứ đi chui qua gầm nhà thôi. Phong cách nhà thì tương đối giống nhau. Thế cứ đi chui qua nhà này sang được nhà khác nè. Được mà anh. Dễ nhỉ. Vâng. Tại nó có đường qua đây. Vì chắc là mọi người làm nhà cái địa hình cũng khá là dốc, nên là cái giao thông đi lại trong làng nó cũng không quá thuận tiện. Không ai ở nhà. Nào, cứ đi thôi. Đi đến đâu gặp người thì tốt. Nói chung là một cảm giác rất là bình yên đấy mọi người ạ. Yên ắng, yên bình, bình yên. Em có hay lên trên này chơi không? Dạ không anh, em biết lên này. Thế à? Biết vào nhà thế à? Thế bây giờ em sẽ đưa anh đi đâu nè? Em không biết nữa anh. Đi vào nhà em quen à? Vào nhà này cũng được mà anh, hình như có người ở. Có người ở nhà. Đây, chúng ta sẽ tới một ngôi nhà điển hình của người Sán Chỉ. Cái mùa này thì nó lầy lội quá. Không cần gọi hả? Cứ thế vào đây à? Tại em không biết có ai nhắn. Em phải gọi chứ. Nhớ là mọi người không cho vào thì sao? Đúng rồi. Lúc nhiều đứa nhá. Chắc là nhà người quen của em ấy.
Đây, chúng ta thể quan sát là gia đình này họ còn làm hai cái sàn như này để sinh hoạt. Đó. Hai cái sàn thoải mái phơi phóng. Có người nhà đúng không em? À, chào. Chào chú ạ. À, con chào ông ạ. Ở nhà hả ông? Dạ. Vâng. Vâng. Là một cụ ông đang ngồi ở bên bếp lửa. Mình ông ở nhà thế à? Dạ. Các con các cháu đi đâu hết rồi ông? Chắc con. À, ông nói được tiếng phổ thông không? Dạ không. À không à? Không, không nói được. Dạ vâng. Thế này thì khó lắm nhỉ, khó giao tiếp. Thế anh cứ xin phép xem qua ngôi nhà một tí nhá. Ở đây thì dạ vâng. Ở đây thì mọi người lại là cái sàn nhà này làm bằng tre, không làm bằng gỗ giống nhà của người Dao ở khu vực Cao Bằng. Chủ yếu là làm sàn nhà bằng tre như này thôi. Cũng rất là rộng rãi, rất là đặc trưng những ngôi nhà của người vùng cao. Đó. Tiếc là ông lại không nói chuyện được, không giao tiếp được. Một cụ già chắc cũng cỡ 70-80 ngồi bên bếp củi. Tôi đã thấy qua cái bộ trang phục truyền thống của người Sán Chỉ rồi. Hay là mình ra đấy xem được không nhỉ? Xem bộ quần áo kia được không? Chắc được anh. Đi. Chắc phải qua đường bên trong nhà này. Đi đi. Hay là xin phép ông vào xem một xíu đi. Hóa ra là phía ngoài này còn một cái sàn như này nữa để gia đình sinh hoạt. Nói chung là rất nhiều những cái công năng. Và ở đây thì có luôn một cái chuồng heo, tức là để chăn heo thì rất là dễ luôn. Chỉ cần đứng trên này và thả cho nó đồ ăn xuống thôi đúng không? Rất là dễ. Nấu ở trên nhà và ra ngoài này thả cho nó luôn. Trong chuồng là những chú lợn đen rất là ngon, nhân bánh chưng màu đen. Đây thì Trào đã để ý thấy có màu sắc của trang phục truyền thống của Sán Chỉ. Ôi, cái sàn này đi ghê hết. Đây rồi. Đây chính là bộ quần áo truyền thống này. Mình thấy là có hai màu chủ đạo thôi, là màu đen và màu đỏ. Màu đen là chiếm phần lớn, còn màu đỏ thì là những cái họa tiết thôi, những cái phần trang trí thêm cho bộ quần áo có thêm sắc màu. Hôm nay thì cha cũng muốn giới thiệu tới mọi người cái bộ trang phục truyền thống của người Sán Chỉ, để nếu mà chúng ta có nhìn thấy bộ trang phục này ở đâu đó ngoài đường hoặc là gặp ở đâu thì chúng ta có thể biết là đây là người đồng bào dân tộc Sán Chỉ. Đó. Bây giờ đi đi, anh em mình lại tiếp tục nhá. Chúng ta lại cùng đi tìm hiểu tiếp. Dạ con cảm ơn ông ạ. Dạ con xin phép ạ. Dạ. Bây giờ lại chui qua sàn nhà của một gia đình để sang tới gia đình khác. Chào cho cô ạ. Chào cho cô. Cô thấy cháu ấy, cô lại định quay đầu đi. À, chào cho cô. Chào em bé nhá. À, đây chính là một người phụ nữ Sán Chỉ điển hình, còn đang mặc trang phục truyền thống này. Là cho em bé này. Trời ơi, ngoan quá. Đó. Dư thương từ đâu? Tại dư Hà Nội. Hà Nội. Hà Nội không? Qua đây. À. Cô hỏi gì ấy? Dạ hỏi anh ở đâu, từ đâu? À thế. Nhà cô ở đâu cô? Nhà đấy. Nhà này luôn ạ. Vâng. Đó, chúng ta có thể quan sát phong cách trang phục truyền thống của người Sán Chỉ. Ở trên đầu thì mọi người còn đội một chiếc khăn nữa, một chiếc khăn màu đen nữa. Và tôi thấy có những chiếc hoa tai này. Chiếc hoa tai này cũng hình như ai cũng đeo hoa tai như này à? Bây giờ cô đi làm gì? À? Bây giờ cô đi làm gì? Đi làm gì nhỉ? Trông ở nhà trông cháu thôi đúng không? Dạ. Đi, chúng mình lại đi tiếp. Thế cháu cảm ơn cô nhá. Vâng. Ôi, thế là nó không có những con đường khác à mà cứ đi chui qua nhà này sang nhà khác rồi à? Vẫn có mà anh. Nhưng mà đi chui qua nhà thì sẽ
Gần hơn đúng không? Vâng. Không, tại nhà họ ở gần nhau nên là qua rồi. Ừ. Đó cũng là một cái mà thể hiện được cái tính cộng đồng của người Sán Chỉ khi mà họ sống rất là gần nhau và mọi sinh hoạt, mọi giao thông liên lạc ở trong làng thì có thể là sẽ rất là gần gũi nhau, chỉ cần ới một phát thôi là có thể tới nhà nhau luôn rồi, có công có việc là có việc gì đều có thể thuận tiện hơn, nó không xa nhau thì nó sẽ dễ dàng hơn. Ở trong làng thì vẫn còn những con đường bê tông như này nhưng mà thực sự nó rất là trơn mọi người ạ, nó dính đất vào nữa, đi rất là khó. Cái này đi bộ còn khó nhưng mà kể cả đi xe máy cũng không hề dễ đâu. Rồi lại chui qua một nhà khác đúng không? Vâng. Thế nhà của Tiến ở chỗ nào? Nhà của Tiến là ở dưới kia anh. À, phía bên dưới à? Vâng, ở chỗ thế, cái đường dưới kia. Đấy, ô tô. Thế mình cứ đi một chiều xong rồi xuống đến nhà Tiến nhá. Vâng. Ok. Cái nhà này có ai ở đây thì tùy vào gia đình, cha thấy là có những gia đình thì họ vẫn làm chuồng ở dưới gầm nhà, dưới sàn nhà đây và nuôi bò này. Đó. Bên này thì mọi người nuôi những con vật khác nữa. Ui, chó. Vâng. Anh bảo em không phải sợ. Em đi sang phía bên này, em sang phía bên này. Anh sẽ xử lý. Bây giờ là anh không sao. Anh không sợ chó đâu, em cứ đi đi, không phải gọi ai. Anh bây giờ không sợ chó như ngày xưa nữa rồi. Chắc quay lại qua đường dưới đi. À. Mà xuống nhà Tiến thì qua đường dưới. Thế bên này hết nhà chưa? Dạ, em không biết nữa. Tại vì em ít lên đây lắm, em còn chả biết nhiều. Nào, thế bây giờ em lại chọn cách thả đi qua, em lại chọn cách đối đầu với nó. Em không sợ chó lắm. Chó đẻ thường rất là dữ nhá, nhưng mà đấy, như con này thì tạm gọi là mình cũng bắt vía được nó, không sợ. Ở đây mọi người cũng trang bị những cái máy móc để tự xay sát, nghiền cho gia đình luôn. Thế ra lần sau gặp chó thì cứ bình tĩnh đó nhá. Mình mà sợ nó là nó bắt vía mình đấy. Mình phải tỏ ra là mình không sợ. Bao giờ thì kiểu mọi người mới đi công ty về, chắc phải Tết nhỉ anh? Gần Tết à? Sát Tết mới về à? Vâng. Lúc đấy thì làng mới vui được nhỉ? Đúng rồi. Lúc đấy không khí nó mới tưng bừng nhộn nhịp. Còn nói thật mọi người là đi những cái thời điểm này thì giống như cái lo lắng của cha ban đầu. Áo ơi! Sẽ rất nó rất là vắng. À, bây giờ chúng ta cùng tới thêm một gia đình của người Sán Chỉ nữa. Đây thì mọi người cũng có cái cuộc sống mình thấy rất là đầy đủ mọi thứ. Thậm chí gia đình này cũng trông khá là hiện đại, có những công trình phụ. Đấy, vẫn phong cách nhà giống nhau nhỉ, vẫn chỉ cần thò đầu ra phát là có thể tới được chuồng heo rồi này. Rất là dễ trong việc chăn nuôi. Có người nhà đúng không? Có. Chào anh ạ. Dạ vâng, em chào anh. Em vào nhà chơi một xíu nhá. Dạ. Con chào ông ạ. Vâng. Ôi, ông đang làm gì đây anh? Con chào ông. Ông có quyển sách gì đấy ạ? Sách xem ngày làm nhà. À, xem ngày làm nhà ạ. Xem ngày làm nhà, xem ngày mua vợ à? Xem ngày mua vợ ấy à? Vâng. Có hết mà. À, xem ngày lấy vợ ấy à? Lấy vợ cũng có mà, xem làm nhà cũng có mà. Có rõ ràng chỉ biết làm chứ. À, là ông là người chuyên xem ngày tốt cho cả làng đấy anh. À. Dạ rồi, sắp chết rồi, cháu ạ. Ôi, sao ông lại tiêu cực thế? Ông trông vẫn còn khỏe mạnh lắm. À, vậy là đây là một người lớn tuổi, có uy tín trong làng. Và mọi người nếu mà muốn xem cháu, ngày lành tháng tốt. Cháu thì... họ nào đấy? Dạ? Cháu họ nào đấy? Họ cái gì đấy? Dạ, xem họ ấy ạ? À? Chí, xem họ. Ôi, cháu không xem đâu. Cháu chỉ xem ông làm việc thôi. Cái này là quyển này cổ lắm rồi ông nhỉ? Vâng. Đây là chữ chữ nôm hay là chữ nôm. Chữ nôm à? Đây, như các cụ cao tuổi thì mọi người vẫn sử dụng là chữ nôm. Mà nói đâu
Em xem ngày lấy chồng này em cũng xem ở đây nè. Dạ không, em xem chỗ khác đây. Em xem chỗ khác à? Thế ngoài xem ngày đẹp ra ông còn làm ấy không? Có kiểu có cúng cái gì không? Làm thầy cúng không? À ông làm thầy cúng luôn này. Tôi thấy ông có những cuốn sách rất là cổ. Ông có xem bói không anh? Ông có xem bói không? Làm nhà. Ông chỉ xem ngày lành, ngày tốt thôi. À. Thế là ông đang chuẩn bị đi cúng à, hay là đang xem ngày thế, ngày nào làm được. À thế là anh tới xem ngày à? Vâng. Anh chuẩn bị làm gì? Làm nhà. Anh chuẩn bị cất nhà. Ừ. Anh làm nhà xây hay là nhà gỗ như này à? À. Ta xem xong chưa anh? Chưa. Bây giờ mới bắt đầu xem à? À, để xem nào. Có thể xem năm mới thôi. Là. Nên năm cũ để hết năm mà. Là xem năm mới. Ở đây ông có làm được bùa yêu không? Hả? Ông có biết làm bùa yêu không? Được chứ. Bùa yêu, không biết mà. Ông có biết mà. Cháu có biết tiếng Tây không? Cháu không ạ. À, thế chịu thôi. À, phải biết tiếng thì mới làm được bùa yêu ấy ạ? À? À. Tiếng Tây chỗ nào đấy, tí cho quang rồi. Tiếng Tây cháu chỉ biết ít ít thôi, biết một ít ít thôi, không biết nhiều. Quang lên thiên ngày gì đó, ngày con họ. À. Ông người Sán Chỉ có làm được bùa yêu không ông? Hả? Người Sán Chỉ có làm được bùa yêu không? Tôi sẽ bùa yêu không, tôi sẽ mấy cái chờ. Thế hả? Thì mọi người thường khi mà đi vùng cao cũng rất là lo lắng khi mà kiểu bị bỏ bùa ấy. Ừ, rất nhiều người sợ bị bỏ bùa. Biết thôi. Ông biết không ông? Biết thôi. Ông biết làm bùa yêu à? Cháu cũng hỏi vui thôi, chắc là không có đâu nhỉ? Dạ. Như bùa, thực ra là bùa với chài thì mọi người cũng thường lo lắng khi đi vùng cao. Nhưng thực sự là mình đi rất nhiều nhưng không có cái đó. Không sợ. Cháu á. Cháu xin phép ạ, cháu cảm ơn ông ạ. Vâng, cháu cảm ơn ông. Cháu đi đâu về đấy? Hai cháu? Cháu đi tham quan làng của người Sán Chỉ ạ. Thế à? Vâng. Đấy là làng ấy, là làng Sán Chỉ hết mà. Vâng. Thế ông với anh xem ngày đẹp nhá. Vâng. Ăn tay con á. Vâng. Ố, thế người Tày có bùa yêu không em? Em không biết đấy. Em không biết à? Em... Ôi dồi ôi, cái cô này cái gì cũng không biết đấy. Em không biết thật mà. Thế ngoài những không phải bùa yêu thì những loại bùa khác có không? Chắc là có đấy. Có à? Có. Sợ không? Có chứ anh. Sợ à? Ví dụ như bùa gì? Em còn chưa từng nghe qua. Chưa từng nghe qua, thế mà em bảo có. Có mà, nhưng mà em thấy họ... Thấy em họ... thấy người lớn kể. Kể à? Bảo là họ làm... Họ làm kiểu gì cho mình chết được ấy. Trời ơi! Có cả cái làm gì mà cho mình chết được á? Mà... Tức là làm bùa mà để cho mình chết được á? Vâng. Thật á? Ở cái chỗ làm bùa đấy nó ở chỗ nào em biết không? Em cũng không biết đấy. Bà đang làm gì đấy ạ? À? Bà không biết. Bà không biết. Bà đang giặt quần áo à? Bà đang giặt quần áo à? Dạ. Không biết hai bà đang nói chuyện gì nhà vui thế, thấy mình quá là không thể nói. Mỗi bà đứng ở một nơi buồn dưới lề. Thế bà làm việc đi. Ừ. Dạ. Ở đây mọi người thường là tất cả những cái sàn để sinh hoạt đều làm bằng tre hết. Đó. Trên nhà cũng có sàn kìa. Ở dưới thấp cũng có sàn. Chỗ nào cũng cần để sinh hoạt là mọi người đều làm những cái sàn như này. Chúng... Dạ chúng sống cái muốn... Muốn cái xe... Cái xe sống... Cái dăm, mình xí lấy xí học phì nè. Súng, cái xe thì đấy. Nàng thì tám nhàng tòi sao ạ? Ừ. Ừ. Dạ. Súng, dạ, thì nói dẫn cái phần nhan mình yếu, mình... Chỗ má lâu thì hát thấy trẻ. Yếu nhưng nay hãy tùng chí cũng nạ.
Giờ phần nhan mình phải đó, vừa rồi thì Trao vừa cho mọi người cùng nghe một chút về ngôn ngữ của người Sán Chỉ. Bây giờ xuống nhà Tiến đi nhỉ. Không biết là Tiến đã đi làm về chưa. Bây giờ về nhà em nhé. Vâng. Ở nhà có gà không? Có, nhưng mà ban ngày khó đuổi à? Khó đuổi. Có gì ăn chưa? Có. Có rồi gì? Ok. Thế đi nhá. Anh đi. Lên với em ạ. Rồi, chúng ta sẽ cùng đi vào nhà Tiến đi. Ok. Đi. Đây là ngôi nhà của cậu em Tiến, một chàng trai người Sán Chỉ khá là trẻ tuổi. Và cậu ấy thì vừa chạy xuống dưới để lấy thêm rau rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lên nhà để tìm hiểu qua một chút về gia đình nhé. Ở bên dưới thì tôi thấy là gia đình Tiến gọn gàng và khác với những ngôi nhà của người Sán Chỉ mà tôi đã từng đi qua. Nói chung là gọn gàng hơn rất là nhiều và cũng có nuôi những con vật ở dưới nhà nữa. Bên này thì cũng có hệ thống nhà vệ sinh rất là hiện đại. Cũng có những cái chuồng để có thể tiện cho việc chăn nuôi. Đó. Ôi trời ơi. Anh bạn này đáng yêu quá. Chứ. Chó mực đen thui. Đó. Chúng ta sẽ lên nhà nhé. Đây thì cái sàn này cũng giống như mọi nhà thôi. Nói chung là tất cả mọi gia đình đều có một phong cách chung giống nhau. Đấy, một bộ trang phục truyền thống, những bộ quần áo hiện đại. Gia đình đang phơi. Cũng có một cái sàn phía ngoài rất là rộng như này. Hệ thống chuồng trại chăn nuôi. Dạ, chú. em. Dạ. Chú là ông của Tiến đúng không? Ừ. Ông đúng không ạ? Không, không phải là bố. Nãy không là... phải bố đâu. Vâng, cháu nhầm là bố cơ. Không phải bố. Dạ. Dạ. À. Còn đây là... Bây giờ mới nhìn rõ vợ của Tiến. Em tên là gì? Em tên là Lán ạ. Lán à? Bao nhiêu tuổi rồi? Em 24 ạ. 24 à? Thế hai vợ chồng lấy nhau lâu chưa? Em bọn em lấy nhau được 2 năm rồi. 2 năm à? À? Có em bé chưa? Em chưa. Chưa à? Thế, à. Thế là lấy nhau 2 năm rồi. Ừ. Em cũng là người Sán Chỉ à? Vâng. Em ở Bắc Cạn ấy. À, em ở Bắc Cạn hả? Vâng. Ủa, thế là xa ở đây không? Có tầm 50 cây gì đấy. À, 50 cây à? À, ủa, thế là đánh bắt xa bờ quá nhỉ? Đánh bắt xa bờ quá. Đây rồi, Tiến đi chợ về rồi. À, ở đây thì Lán đang có món gì đây? Em hôm qua à, măng à? Để quên cho ạ. À, măng. Cho ít măng. À, ok, ngon quá. Vùng cao mùa này đang là mùa măng này. Đây là bà em đúng không? Vâng ạ. Bà em thì không biết nói tiếng. À, bà không biết nói tiếng à? Dạ. Đây các bạn thấy không? Lứa thế hệ, tức là những cụ già hoặc là người trung tuổi thì sẽ còn mặc trang phục truyền thống. Đó. Còn những cô gái trẻ như Lán thì chắc là phải những cái dịp quan trọng và những dịp đặc biệt thì... Tết. Tết mới mặc đúng không? Bình thường cũng mặc nhưng mà ít khi lắm. Ít khi. Ừ, đó, Tết hoặc là những dịp quan trọng thì mọi người mới mặc trang phục truyền thống. Đó, bây giờ thì ngày hôm nay thì đến với gia đình cũng khá là muộn rồi và tôi cũng có nhờ Tiến là xin một bữa cơm. Thì Tiến cũng cùng với vợ, thì hai vợ chồng đang chuẩn bị bữa cơm. Thế là, có món gì đặc biệt không? Em đi mua được gì đây? Em mua một ít rau đây. À, thịt lợn đúng không? Vâng. Ok, anh em mình cùng nhau. Muộn rồi thì... muộn rồi nên nấu nhanh, sợ mọi người đói vì mọi người vừa đi làm việc về. Vừa đi làm đồng về. Tiến này thì cũng không phải là làm mỗi công việc ở đồng đâu mà đi làm ở thành phố Cao Bằng ấy các bạn. À, công việc của bạn ấy cũng rất là thú vị, đó là hỗ trợ hồ sơ lái xe đúng không? Giúp mọi người làm bằng lái xe từ A1 đến cả hạng C luôn. Đó. Công việc ổn không em?
anh cũng bình thường ấy, cũng ổn. À, thế thì vợ có đi ra làm cùng không hay vợ ở nhà? Em ở nhà thôi ạ. Em đi phụ ông bà trồng cây này kia thôi. À. Thế là chồng làm một nơi, vợ làm một nơi. Ừ. Anh thấy là ở đây mọi người còn trồng sắn đúng không Tiến? Vâng ạ. Sắn thì có phải là cái cây kinh tế chính ở đây không? Hầu như là mọi năm là sắn anh ạ. Còn cây trồng cây con các kiểu là tương lai bây giờ chưa thu hoạch được gì. À, có phải là chủ yếu là sắn thôi đúng không? Chủ yếu là sắn. Ở thế là một vụ ở đây mọi người có thu hoạch được nhiều. Nếu có nhà nhiều thì có cũng gần 100 triệu anh ạ. Gần 100 triệu một vụ. Vâng ạ. À, thế một vụ đấy là trong mấy tháng nhỉ? Một vụ thì mỗi năm nó chỉ có được một vụ thôi anh. Mỗi năm một vụ. Vâng. Tính ra mỗi năm là có nhà là phải 100 triệu. Thế là cũng nhiều ấy nhỉ? So với mức sống ở trên này là nhiều ấy đúng không? Là gọi là ổn đấy nhỉ? Ừ. Hiện nay đang đi lên ai cũng phát triển kinh tế. Ừ, đi lên ai cũng phát triển kinh tế. Bị đây ở miền núi. À, ở đây đang chuẩn bị đi lên. À, thì cùng nhau nấu cơm trưa ăn. Cháu ở đây nhá. Dạ. Chú đi điện cơm nhà nhà. Cháu Vinh Chi. Ô, chú lại đi ăn cơm khách à? Vâng. Vâng. Dạ vâng. Thế chú đi nhá. Vâng. Dạ vâng. Tưởng không ấy thì chú cháu mình uống nhau chén rượu. Vâng, thế chú cứ đi đi ạ. Ở nhà có khách. À, chú đi ăn cơm khách quên mất. Dạ vâng. Chào chú ạ. Vâng. Thế công nhận là ông của em trẻ nhỉ? Ông em bao nhiêu tuổi ấy? Dạ. Ông của em bao nhiêu tuổi? Ông của em 62 này. 62 à? Vâng ạ. Trẻ nhỉ. Cháu trai lớn tướng như này rồi. À, phía bên ngoài này thì còn thêm một cái khu vực bếp này. Bếp này là nấu cám đúng không? Vâng. Chuyên để dành nấu cám đúng không? Nói chung là mình cảm nhận là nhà của người sán chỉ thường là rất nhiều những cái sàn ấy. Họ làm rất nhiều những cái sàn này. Những cái sàn thì nó đều có những cái công năng riêng để sử dụng, để sinh hoạt. Nhà nào ít nhất cũng phải 2 sàn ấy. Bên này 1 sàn này. Đấy, bên kia 1 sàn này. Xong rồi chỗ vòi nước Tiến cũng có 1 sàn nữa. Và mọi thứ đều được sinh hoạt trên những cái sàn bằng tre như này. Rất là thuận tiện. Em định làm món gì đây? Luộc hay là xào đây? Xào đi cho nhanh nhỉ? Chắc là xào anh ạ. Ừ, thái ra xào đi. Đấy, muộn em cũng sợ các anh đói. Ừ, anh cũng sợ mọi người đói ấy. Em thì bình thường thôi anh, em sáng em muộn đi làm, em mới đi muộn em mới đi. Ừ. Ok. À, bọn em quen nhau từ trước Tết. Vâng. Em học xong 12 phát là Tiến nó chốt luôn. Không để lọt luôn. Vợ chồng Tiến và Lán thì rất là cởi mở và khi mà Trao có nói về những bộ trang phục truyền thống thì em Lán em cũng đã đi mặc đúng một bộ trang phục truyền thống để cho cha cũng như là tất cả quý khán giả có thể hình dung được khi mà một cô gái mặc trang phục truyền thống thì nó sẽ khác như thế nào. Hình ảnh một cô gái hiện đại vừa nãy với hình ảnh bây giờ là mình thích hình ảnh hơn này hơn rất là nhiều này. Trông nó khi mà bộ quần áo mặc lên thì nhìn với cả nhan sắc của cô gái này nữa, thấy rất là ấn tượng. Đấy, cái mặc này xinh hơn mặc đồ kia đấy em ạ. Các bạn thân mến, khi mà hỏi thăm gia đình thì mình mới biết là không chỉ có phụ nữ sán chỉ mới có quần áo truyền thống mà đàn ông sán chỉ cũng có quần áo truyền thống. Và ngày hôm nay thì cha được em Tiến cho mặc thử chiếc áo của em ấy đúng không? Đây áo của em đúng không? À, của ông à?
À ừ, của ông cũng được. Đó, chúng ta sẽ cùng thử xem là khi mà một bộ quần áo trang phục truyền thống thì khi mặc lên nó sẽ như thế nào. Rồi. Vậy cái body của mình dạo này nó cũng hơi để em cài cho anh. À. Mà cái chất của mình cài thì thế này. À, nhưng mà cái nó cái đúng ở đây. Nó như thế này anh ạ. À. Ui. Được phết. Đây, đây là xong rồi nè. Trong này có phải cài không? Không cần phải cài đâu anh, nếu mà chẳng có. Đây ok rồi đúng không? Đây chính là chiếc áo truyền thống của những người đàn ông sán chỉ. Là những dịp đặc biệt thì cũng mới mặc đúng không? Đấy, nếu mà lúc nào mặc người nhưng mà dịp đặc biệt thì nhiều người mặc. Dịp đặc biệt nhiều người mặc hơn. Đó. Nên nó còn phải có một cái quần nữa cơ. Quần không có anh ạ. À cũng mặc quần bình thường thôi đúng không? À. Vẫn có nhưng mà ống nó rộng. Ống nó rộng. Rộng ừ, ok, như này thì cũng được rồi. Đó. Cái áo này thì khi mà mặc vào thì nó thành hai lớp. Một lớp ở ngực nó giữ ấm được cái ngực. Bên này thì em Tiệt em đã cuốn một cái khăn nữa. Ồ, đây đây em cứ đứng ra đây cho sáng. Em chưa biết cuốn đây. Em chưa biết cuốn à? Vâng, em chưa biết cuốn đâu. Đằng sau thì cô vợ rất là đảm đang của Tiến đang xào những món ăn rất là ngon. Và thấy thơm lắm rồi. Trời ở ngoài thì mưa, nói chung là một không khí mùa đông rất là dễ chịu. Vừa có bếp củi ấm, vừa có những món ăn thơm lừng, vừa có cái không khí lạnh lạnh một chút mưa nữa. Rồi. Thế nhưng em sẽ cuốn thôi, em sẽ đội được lên đầu cho anh đúng không? Vâng. Mỗi hành trình của Trao thì đều là những hành trình tự nhiên nhất thôi. Mình cứ đến bản làng và mình gặp gỡ ai thì mình cùng tìm hiểu về cái đời sống họ thôi. Nên là sẽ có những cái hình ảnh rất là tự nhiên như này. Ok chưa? Cái này chắc là em sẽ phải học nhiều đấy đúng không? Vâng. Ừ. Tại vì em cũng không có đội anh ạ. Ừ. Đó, đàn ông sán chỉ sẽ... Đầu của anh... Đầu anh to hơn đầu em à? Đầu anh to hơn đầu em. Đấy. À. Đấy. Như này đúng không? Vâng. Ok. Em thấy thế nào? Đẹp ạ. Đẹp. Nói mấy câu sán chỉ là thành người sán chỉ luôn ấy. À, nói mấy câu sán chỉ thành người sán chỉ à? Thế người sán chỉ ăn cơm thì nói như nào? Nói khó nói anh. Nhìn năng. Nhìn năng. 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 Ừ. Nhìn đấy, năng. Đấy, thế cũng ăn được cơm. Đấy. Đi chơi là gì? Ninh Ải Đảo. Ninh Ải Đảo. Đấy, đấy, chuẩn rồi. Ninh Ải Đảo. Phát âm chuẩn rồi. Ninh Ải Đảo. Ôi anh phát âm tiếng dân tộc chuẩn lắm, yên tâm. Đấy. Ninh Ải Đảo, nhìn nặng, nhìn nặng. Đó. Đấy giống người sán chỉ chưa? Rồi ạ. Rồi. Đây sẽ là còn thiếu một cái quần nữa cơ các bạn ạ, nhưng mà như này là thấy cũng rất là thú vị rồi. Vì có rất nhiều những người đồng bào dân tộc khác thì đàn ông không có những bộ trang phục truyền thống hoặc là không giữ được những bộ trang phục truyền thống nữa. Nhưng đối với người sán chỉ thì mọi người vẫn còn gìn giữ được cái trang phục truyền thống, đó là một cái điều rất là tuyệt vời. Đó. Nhưng mà đội cái này lâu thì hơi nặng đầu. Cái khăn này nó cũng khá là dày. Cái này là Tết tiếc hay là có dịp quan trọng mới mặc thôi đúng không? Ví dụ là dịp lễ Tết này, lễ cấp sắc này hoặc là ai làm lễ gì này thì mình mặc đấy. Ừ, ok. Đây, bởi vì ở trên này vẫn còn giữ được cái phong tục là làm lễ cấp sắc anh ạ. Ừ, đúng rồi. Con trai cứ từ độ tuổi từ 10 đến 12 đến 18 tuổi là làm lễ cấp sắc. À, người sán chỉ cũng có lễ cấp sắc à? Vâng. À, thế em cấp sắc chưa? Em rồi ạ. Em xong rồi à? Em cấp sắc từ năm lớp 6 anh. À, cấp sắc nó là một cái lễ trưởng thành ấy, đúng không? Lễ trưởng thành. Ừ, nó là một cái lễ trưởng thành. Vâng. Đó. Ok. Chàng trai sán chỉ giờ ngồi bếp. Rồi, chuẩn chưa? Okay. Giờ là xào thịt lợn đúng không? Con này tên cá cơ. À, con này tên là cá. Vâng. Con rồi, chào cá nhá. Rồi, cá hay là cá? Con cua nó không hề ơi. Có một con tên cua đấy. Một con tên cua? Vâng. Một con tên cá. Con ở dưới này tên là mực.
một con tên mực nữa. Toàn hải sản thôi. Toàn hải sản. Cá, cua, cá. Em đáng yêu, đặt tên đáng yêu. Vậy là cuối cùng thì bữa cơm ngày hôm nay cũng đã hoàn thành. Đi vào đi em ơi. Em gái. Ăn cơm chị ơi. Ăn rồi à? Ăn rồi, ăn nữa cho vui nào. Đi em. Đi vào đây ngồi gần chồng này. Bà ơi, nhìn nắng à? Nhìn nắng à bà ơi. À, hôm nay có thịt lợn xào này, ong mề xào này, canh măng này và một món đậu xào mà quả đậu nó trông rất là lạ, chưa thấy lần nào. Em cũng biết gọi. Em cũng không biết à? Ở đâu? Em chịu. Đây à. Đâu để? Bây giờ là chào là bắt đầu thấy uống rượu dễ dễ hơn ngày xưa rồi đấy. Để, cứ để em rót cái nắp cầm lên là cũng thấy nhẹ nhẹ rồi, không thấy nặng như trước nữa. Chắc chắn rồi, khi mà đến bản làng vùng cao thì chén rượu không thể thiếu rồi đúng không em? Đúng rồi. Sao thế hả cá? Đói à? Đói. Đi, con mời bàn cơm ạ. Rồi. Mời anh. Rồi, mời hai vợ chồng nhá, mời hai anh em nhá. Được thôi. Rồi, mời cả nhà. Hai anh em uống đi. Vâng, hai anh em uống đi, hai anh em uống đi. Hai anh em uống đi chung luôn, để lát riêng cho anh ạ. Rồi, rồi, ok. Rồi, thế làm chén chung đi nhỉ. Ok. Thế rồi, suốt ngày chè chén này chết rồi. Yo. Cháu mấy bà. Anh không lên đây thì cũng không được lên đây bao giờ. Anh bây giờ là đi bản hay uống rượu nhiều quá rồi. Mấy anh em ăn mạnh rồi nhá, chiều còn tiếp tục chiến đấu nhá. Ăn khỏe mà. Cảm ơn em rất nhiều nhá. À, chúc sức khỏe hai vợ chồng, chúc sức khỏe em. Chúc cho công việc hành thông thuận lợi. À, nếu mà có dịp thì anh em mình lại hội ngộ nhá. Rồi, chúc sức khỏe em. Khỏe à, sướng. Chén nào này cũng nói nhẹ nhẹ đấy nhưng mà chén nào sướng chén đấy. Các anh gắp rau ăn. Rồi.